Ở đây là cái đàn heo của mình được 23 ngày nè các bạn. Thì theo yêu cầu của rất là nhiều bạn luôn, thì hôm nay thì mình sẽ làm thêm một cái clip mà sau khi heo cai sữa thì mình cho ăn tự do, trộn với amóc thì heo không bị tiêu chảy nha. Lần này thì mình sẽ làm hai bầy này luôn nha các bạn. Bầy bên đây nè với bầy bên đây là theo yêu cầu của rất nhiều bạn nhắn tin cho mình luôn. Và chủ nhân của hai cái bầy heo con này thì cũng yêu cầu mình làm luôn. Thì mình sẽ làm hai bầy này song song cho các bạn xem. Sẵn thì mình sẽ quay trực tiếp cái bầy bên đây luôn cho các bạn xem nè. Đó, hai bầy này là được 23 ngày nè. Ngày mai nữa thì mình tách bầy luôn. Rồi bầy bên đây hôm nay là tách bầy được 8 ngày nè các bạn. Ở đây là cám cho nó nè. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn tự do luôn nè. Đó, bây giờ mình sẽ xúc khoảng bao nhiêu đây là khoảng chừng 1 kg đến 1 kg mốt cám nha. Bây giờ mình xúc mình đổ tự do, mình không trộn amóc luôn nha. Hôm nay là nó được 8 ngày rồi. Hồi lúc sáng là mình đã đổ cám không trộn amóc rồi. Hôm qua là ngày thứ 7 thì mình còn trộn. Hôm nay là mình không có trộn nữa. Mình sẽ quay hai bầy kia và mình quay những cái bầy này luôn cho các bạn xem coi là heo nó tách bầy tầm 9, 10 ngày, mười mấy ngày coi nó có tiêu chảy hay không nha. Rồi ngày mai thì mình tách bầy hai con mẹ này thì mình quay cho các bạn xem. Mấy bầy này rất là tròn bóng luôn các bạn. Một ngày là nó ăn nửa ký cám đó các bạn. Nó theo mẹ nó rồi nhưng mà một ngày ăn nửa ký cám đó. Cái con nái này con mẹ nó bị viêm phổi thì nó hơi ốm nha. Tách bầy ra thì mình sẽ hỗ trợ cho nó để cho nó nhanh hồi phục lại. Ở đây là hai bầy mình vừa tách nó ra với con mẹ nó các bạn. Đây là bầy thứ nhất nha. Còn bên đây là bầy thứ hai nè. Mình để cái bao vô cho nó chơi, cho nó đừng có theo mẹ nó. Nhầm con là nó nhảy ra nó theo mẹ nó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ trộn amóc và mình để xuống cho nó ăn để cho các bạn xem nha. Mấy cái bầy này thì có thể là ngày đầu tiên thì nó có thể là ăn 1 kg hoặc là 1 kg 2 thôi các bạn. Tại vì ngày đầu nó ăn rất là ít luôn, qua ngày thứ hai nó sẽ ăn nhiều. Rồi bầy bên đây nữa nè. Bây giờ mình để cám xuống cho cái bầy này ăn trước đi. Cái bầy này mình tách bầy hôm nay nó là được 9 ngày nha. Mình trộn amóc liên tục là 7 ngày. Ngày thứ 8 là ngày hôm qua là mình không có trộn. Đây ở đây là cám nè, mình xúc vô mình cho nó ăn thoải mái là không trộn amóc nha. Đó, mình đổ đây một lần 1 kg đi. Nó ăn nhiều các bạn, có thể là hôm nay là nó ăn từ 4 đến 5 kg á. Rồi ở trên đây cái máng này mình cũng đổ vô thoải mái luôn. Khi nào mà nó muốn ăn thì nó ăn nha. Lúc mà mới tách bầy á nó còn nhỏ quá thì nó chưa có chèo vô máng nó ăn nhiều được. Mình đổ máng ngoài. Rồi tới hai bầy kia mình sẽ trộn amóc. Ở đây mình cho hai bầy kia ăn nha. Bây giờ mình xúc khoảng 300g cám, mình trộn một muỗng amóc. Đối với mấy bầy mà mới tách bầy ngày đầu tiên á các bạn, là ngày đầu tiên các bạn mỗi lần trộn là 300g, các bạn trộn một muỗng amóc. Qua ngày thứ hai á thì các bạn trộn nửa ký cám cho một muỗng amóc nha. Bây giờ mình trộn cho các bạn xem nè. Đây là cái bịch amóc của mình nè. Cái bịch này nó gần hết rồi. Ở đây amóc nè các bạn, mình sẽ đổ vô một muỗng nha. Cái này mình không có buộc cái bọc lại á, nó hơi quấn cục để mình trộn đều mình để xuống cho nó ăn. Amóc sau khi mình trộn mình cho bầy thứ nhất ăn nè. Mình mới để xuống thì nó bu lại nó ăn nè các bạn. Đó, rồi tới bầy thứ hai mình sẽ để xuống cho bầy thứ hai ăn nha. Heo mình rất là sung luôn các bạn, nó chạy giỡn quá trời luôn nè. Đây là bầy thứ hai nè. Heo mình quên coi là bữa nay là bao nhiêu ngày nữa, nhưng mà bữa nay như là 24 ngày thôi các bạn. Nhưng mà nó đã sành sỏi hết rồi, nó khỏe mạnh hết rồi. Nó ăn nhiều hết nha. Một tí nữa nó ăn hết cái đợt đầu á thì mình bỏ cái đợt thứ hai cho nó. Đây bầy bên đây mình mới để cho nó cám mà không trộn amóc nè, mình để xuống khoảng 2 kg 2 là tổng là 2 máng. Nó bu lại nó ăn nè các bạn. Bầy bên đây cũng sung nữa nè. Cái video mà tập ăn cám cộng amóc sau khi heo cai sữa tách bầy mà không bị tiêu chảy á, thì video trước mình đã làm rất kỹ rồi, thì video này mình sẽ làm ngắn gọn lại để cho các bạn dễ theo dõi nha. Video này chắc mình làm khoảng chừng 12-15 phút thôi. Mình làm theo từng ngày để cho các bạn xem rồi heo mình nó ăn tốt và nó không bị tiêu chảy khi mà dùng amóc thôi nha.
Các bạn lưu ý là mình sử dụng Amox hãng A3, thì các bạn cứ tìm cái hãng giống như mình sử dụng thì mình đảm bảo là các bạn ok nha. Khi nào các bạn tìm không có thì các bạn liên hệ với mình sẽ chia cho các bạn để các bạn sử dụng nha. Nãy giờ mình để cám xuống khoảng nửa tiếng nè các bạn. Bầy này thì khoảng 400g thì đang hết rồi nha. Bây giờ mình để thêm cho nó nè. Rồi tiếp theo thì mình sẽ để bầy bên đây luôn nha. Bầy bên đây thì đang cũng hết rồi nè. Bầy này mình để cám tiếp xuống cho nó luôn. Khoảng 400g cám. Là nãy giờ nó ăn được cái này nó 800g đó các bạn. Rồi quay qua bầy bên đây nè. Mình bầy bên đây là 9 ngày là để cám không trộn ở móc. Mình quay phân cho các bạn xem buổi sáng nè. Phân bình thường nha. Đó, mình quên bắt đèn led cho các bạn nè. Đổ nhiều quá các bạn là cám nó rớt xuống vậy nè. Nên các bạn đổ vừa vừa thôi. Đó, phân cục bình thường nha các bạn. Phân khô bình thường nha. Heo tách bầy được 9 ngày mà không bị tiêu chảy nha. Các bạn so sánh bầy đó với hai bầy này xem coi là nó có giống nhau hay không nha. Thường thường heo của các bạn sau khi cai sữa tách bầy ra được tầm 3 đến 5 ngày á thì nó sẽ có hiện tượng tiêu chảy, ví dụ như 10 con thì nó có tiêu chảy là từ 2 đến 5 con nha. Còn heo của mình là không con nào bị tiêu chảy hết. Dù cho nó không đi phân cứng đi thì nó cũng có 1-2 con nó sạch giống như bầy trước thôi, chứ không bao giờ có hiện tượng tiêu chảy đâu. Các bạn cho ăn đúng quy trình của mình đi, mình đảm bảo các bạn là ok nha. Các bạn phải sử dụng đúng Amox mình sử dụng thì mình mới đảm bảo các bạn được, còn những hãng khác á, là mình chưa trải nghiệm nên là mình chưa có biết là hiệu quả nó như thế nào nha. Các bạn có cần mình tư vấn về heo con, tập cho heo con uống sữa cộng Amox và cộng cám tập ăn, hoặc là sau khi heo tách bầy mà ăn tự do mà không có bị tiêu chảy á, thì các bạn cứ kết bạn qua Zalo với mình đi, thì mình biết thì mình sẽ hỗ trợ các bạn nha. Bây giờ là buổi chiều ngày thứ nhất của đàn heo mình mới tách bầy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ cám xuống cho đàn heo mình ăn nha. Hồi sáng giờ là nó ăn khoảng 1,2 kg rồi đó các bạn. Bây giờ mình đổ thêm 300g cám nữa nè. Rồi bầy bên đây thì mình cũng tiếp tục đổ 300g cám cho nó luôn nha. Đây là Amox mà mình đã trộn sẵn rồi nè. Mình xin lưu ý lại với các bạn là ngày đầu tiên là mỗi lần ăn 300g cám thì chúng ta trộn một muỗng Amox. Ví dụ như các bạn là cho ăn 5 lần các bạn cũng trộn là mỗi lần 300g là một muỗng Amox nha. Rồi ngày thứ hai thì các bạn cứ tăng liều cám lên là nửa ký cám thì các bạn trộn một muỗng Amox. Các bạn làm đúng như quy trình của mình đi thì mình đảm bảo các bạn là ok nha. Bầy heo của mình hôm nay nữa là mình đâu có trộn Amox đâu. Bầy này hôm nay nó được 9 ngày rồi nè. Phân nó đi vẫn cục bình thường các bạn. Các bạn cứ cho ăn theo quy trình của mình đi thì sẽ ok nha. Hoặc là có gì các bạn cứ kết bạn Zalo đi rồi các bạn gọi cho mình sẽ hướng dẫn các bạn. Mấy bầy này thì hôm nay là ngày đầu tiên là khả năng là ăn dao động là từ 1,5 kg đến 1,7 kg cám nha các bạn. Hôm nay là nó ăn rất là nhiều luôn, thì ngày mai nữa thì mình sẽ cập nhật cho các bạn xem. Các bạn cứ theo dõi video của mình đi, nếu mà mấy những bầy này tiêu chảy tầm 3 ngày, tầm 4 ngày, chắc luôn là tầm 4 ngày nếu mà tiêu chảy có là nó sẽ tiêu chảy thôi. Nhưng mà mình đảm bảo các bạn là ok, các bạn đã ăn theo Amox rồi quy trình của mình là heo không có bị tiêu chảy đâu, các bạn cứ yên tâm về vấn đề đó nha. Cái video này, cái bài này là video trước là các bạn đã trải nghiệm xong rồi nè. Các bạn cứ lướt xuống nhiều cái video đi. Mình làm 3-4 cái video sau khi heo tách bầy cho ăn Amox không bị tiêu chảy. Mình làm nhiều video lắm chứ không phải là một video vừa rồi đâu. Các bạn cứ tham khảo thử đi. Bài này bây giờ là mình đổ cám là mà không cần trộn Amox nữa các bạn. Muốn đổ bao nhiêu đổ, không cần canh liều lượng Amox đâu. Để mình không có trộn Amox nữa nha. Đó, một gào như vậy đó là mình xúc đầy như vậy á là nó khoảng 1,1 kg á các bạn. Đây nè, nếu mà gào mình xúc đầy như vậy nè là nó khoảng 1,2-1,3 kg nè, xúc dung lên nữa là 1,5 kg á. Mình đổ hai gào này nữa là hồi sáng giờ là mình đổ 6 gào đấy các bạn. Lúc sáng là mình đổ hai, lúc sáng là mình đổ vô máng một gào, vô máng đó một gào. Buổi trưa mình đổ một lần rồi, hôm nay là chiều mình đổ một lần nữa. Heo của mình là tròn bóng đẹp bình thường nha. Cái này mình để vô mấy cái bao các bạn là để cho nó chơi trong này, đừng có cho nó quan tâm tới mẹ nó, để không thôi là nó nhảy ra ngoài. Thường thường là có một số heo á là nó cứ đeo theo mẹ nó thôi, lùa mẹ nó xuống là nó nhảy ra ngoài nha. Sáng hôm nay thì mình quay cái bầy heo của mình cho các bạn xem nha. Đây là bầy heo 10 ngày tuổi, 2 ngày rồi là không có trộn Amox. Mình cho các bạn xem phân nữa nè. Phân bình thường nha các bạn, không có gì hết nha.
Rồi tiếp qua bầy heo của mình hôm nay nữa là được 2 ngày nè. Hôm nay thì chưa có gì đâu các bạn, 4-5 ngày có tiêu chảy hay không thì mình mới biết chứ hôm nay nó mới 2 ngày thì chưa biết kết quả đâu. Đây, phần dưới này. Rồi bây giờ mình sẽ trộn cám với amốc để cho các bạn tham khảo nha. Sáng nay thì mình sẽ xúc nửa ký cám, trộn một muỗng amốc nha các bạn. Đó, cám mình cho vô đây. Còn ở đây là amốc của mình nè. Đó, amốc của mình nè các bạn. Amốc này là hơi ngọt ngọt nha các bạn, nó hơi ngọt nhẹ thôi nha. Rồi các bạn xài amốc đắng á, thì mình không biết nha. Có một số bạn á, là có xài amốc đắng nha. Hôm nay là nửa ký cám, hôm nay là ngày thứ hai. Nửa ký cám thì mình sẽ trộn một muỗng amốc. Bây giờ mình trộn đều xuống rồi mình để xuống cho nó ăn nha. Ở đây là mình trộn được một bầy rồi nè. Rồi bên đây mình trộn tiếp tục thêm một muỗng amốc thì mình trộn một bầy nữa nha. Đó, trộn đều là đổ xuống được các bạn. Các bạn lấy tay trộn đều nha, các bạn nhớ trộn đều để cho nó thấm amốc nha. Nó cũng có rớt xuống nè các bạn, chứ nó không dính hột cám đều đâu, nhưng mà các bạn trộn đều đi thì nó sẽ dính hột cám một phần nào đó. Rồi mình đổ xuống trước cho cái bầy này nó ăn nè. Đó. Rồi tiếp theo là mình đổ bầy thứ hai nha. Rồi tiếp theo là đến bầy 10 ngày tuổi của mình là mình xúc mình cho nó ăn tự do không có amốc nha. Đó. Đây là mình đổ xuống 1 ký nè. Tiếp tục xúc một gào dung chứ nè các bạn, là khoảng 1,5 ký đó các bạn. Mình đổ vô đây cho nó ăn luôn nha. Rồi tới những ngày tiếp theo á thì mình sẽ cập nhật cho các bạn xem thêm. Bầy heo này cũng chuẩn bị tách bầy nè các bạn. Chắc 2-3 ngày nữa là mình sẽ tách bầy này luôn nha. Rồi sẵn thì mình sẽ cập nhật mình quay cái bầy mới tách này cho các bạn xem luôn. Sẵn mình làm một lượt 4 bầy để cho các bạn xem tham khảo luôn. Các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái kênh của mình trong thời gian qua nha. Hôm nay buổi sáng ngày thứ ba nè các bạn. Mình hôm nay mình vô chuồng trễ nha, 9:10 mình mới vô. Nó la quá trời, nó đòi ăn, nó la quá trời luôn nè. Bây giờ mình để xuống cho nó ăn. Hôm qua nó ăn 2 ký là chắc không đủ đâu các bạn. Bầy heo mới tách bầy 3 ngày mình ăn 2 ký nha. Đây nè, nó đòi ăn, nó la nè. Mình đi tới đâu là đi theo tới đó đó. Mình trộn cám da móc sẵn rồi, bây giờ mình để xuống cho nó ăn thôi. Rồi bầy bên đây á, thì mình xúc mình cho ăn tự do thôi. Muốn hết cám rồi. Buổi sáng nay á, thì mình để cám xuống cho đàn heo của mình ăn nè các bạn. Hôm nay là cái bầy này ăn dao động chắc khả năng là 5-6 ký á các bạn. Bầy này hôm nay nó ăn mạnh rồi, bầy hôm nay 11 ngày rồi. Đây mình quay phân cho các bạn xem nè. Nó bình thường hết nha, không có tiêu chảy gì đâu các bạn. 3 ngày rồi không có trộn amốc, nó vẫn bình thường nha. Thấy bầy bên đây tách bầy được 3 ngày nè. Hôm nay nó là ngày thứ 3 thôi. Hôm qua đổ 2 ký cám là chắc là không đủ rồi. Sáng nay đói dành dữ lắm rồi. Rồi để buổi chiều thì mình sẽ cập nhật cái đàn heo của mình cho các bạn xem thêm nha. Con heo này gần xanh rồi nè các bạn. Đó, cái quà của nó bị thòng, nó to, nó hồng dữ lắm rồi nè. Đây là bầy heo của mình lúc 2 giờ chiều nè các bạn. Bầy này hồi lúc sáng giờ là mình để khoảng 3,5 ký ăn hết rồi nè. Bầy này giờ là ăn rất là mạnh rồi. Ngày mai là khách bắt rồi. Rồi bầy bên đây á, thì hồi sáng giờ mình để khoảng 1,5 ký nha. Thì tới 2 giờ chiều hôm nay sẽ ăn hết luôn nha. Bầy bên đây thì mình sáng giờ mình để cũng 1,5 ký luôn. Thì bây giờ mới có 2 giờ chiều thôi, thì bây giờ tiếp tục là mình để vô máng này khoảng 0,5 ký, rồi vô trong máng bự đó 1 ký là khoảng 1,5 ký nữa là 3 ký nha. Rồi nếu mà chiều nó ăn hết nữa thì mình đổ thêm cho nó. Để bây giờ mình đổ cám cho cái bầy bự để nó ăn trước đi. Đây bầy bự này giờ mình xúc vô cái máng nhỏ này khoảng 1 ký đi. Đó, đầy cái gào này khoảng 1 ký đến 1 ký. Đầy một gào vậy nè các bạn, là khoảng 1,5 ký nè. Đầy gào dung vậy nè.
cám càng nhỏ thì nó càng nặng nha các bạn, còn cám heo thịt, cám heo nái thì nó sẽ nhẹ hơn nha. Rồi để mình chọn cám da móc mình để cho hai bầy này. Hôm nay là chiều ngày thứ ba. Bầy này nãy giờ mình để cám xuống là bao nhiêu nè các bạn? Là để hơn nửa ký á, là đang gần hết nè. Nãy giờ mình nói chuyện điện thoại. Rồi bầy này thì mình chưa để nè. Bây giờ mình để xuống nè. Rồi mình chọn thêm một mớ nữa mình để vô cái máng kia nha. Bầy bên đây thì mình mới để, nãy giờ nói chuyện điện thoại. Bầy bên đây mình để một ký nãy giờ nó ăn rồi nè. Đó, con nào cũng bụng bự hết trơn rồi nè. Khách ở Cà Mau hẹn ngày mai bắt, thì những khách bắt bầy này thì mình sẽ làm một cái video ngắn để cho các bạn tham khảo luôn nha. Đây là buổi sáng lúc 5 giờ rưỡi sáng mình bán heo nè các bạn. Đây là một con heo mình chia cho cái đám giỗ nè. Đó, người ta đang giật heo ngoài đó nha. Ở đây buổi sáng mình bán heo mình lùa ra ngoài nè các bạn. Mình lùa lại hai xe heo đó để cho hai xe heo đó bắt nha. Đó, mình lùa ra sẵn nè. Rồi tí nữa mình lùa thêm ba con nữa. Sáng nay là bắt 6 con. Ở đây thì do cái chuồng của mình chưa có đường lùa các bạn, thì mình bắt buộc phải lùa ra ngoài và cho heo, cho xe xích lại gần để mới bắt được nha. Còn đây lùa ra tới ngoài lộ là khoảng gần 50m, xa lắm các bạn. Và con heo nó không chịu đi nha. Bầy heo con của mình lúc 3 giờ chiều nè các bạn. Buổi sáng mình bán heo thịt á, mình bán xong rồi mình đi ra ngoài luôn, mình không dám vô chuồng quay cho các bạn xem nữa. Chiều nay mình vô chuồng mình cho nó ăn thêm và mình dội chuồng luôn nha. Sáng mình chưa làm vệ sinh chuồng nó rất là dơ. Hồi sáng là mình để nó 1,5 kg mà tới bây giờ 3 giờ chiều mà nó ăn nó đòi cỡ đó đó các bạn. Bây giờ tiếp tục mình để cho nó ăn trước bao nhiêu đây nha. Đổ cho nó ăn trước đi, nó làm quá. Đổ trước nửa ký cho nó đi. Bầy bên đây mình cũng đổ trước nửa ký đi. Đó, bao nhiêu đây nữa là nó ăn 2 ký rồi đó các bạn. Rồi bầy bên đây thì vẫn ăn như giống như lần trước là ăn tự do nha, không cần trộn a móc. Đây đổ xuống 1 ký luôn, bớt lại xíu đi, nó nhiều quá nó bươi. Để đổ lên trên này để mình quay cho các bạn xem là heo lúc sáng mình bán mình lùa ra là mình không dám vô chuồng, mình lùa ra mình đi ở ngoài mình xịt sát trùng để xịt sát trùng xung quanh. Mình xịt sát trùng xung quanh chỗ bán, rồi mình xịt cơ thể mình nữa, rồi mình để tới chiều mình đảm bảo là an toàn phòng dịch rồi mình mới dám vô chuồng nha. Thì chiều nay thì mình mới quay cho các bạn xem nè, buổi sáng thì mình không quay các bạn xem được. Giá heo hơi hiện tại là mình đang bán 52 nha các bạn. Bầy heo của mình buổi sáng ngày thứ năm nè các bạn, hơi nái nó đòi ăn. Còn heo con nó làm rớt cái miếng mủ nó lọt xuống nha. Con mẹ nó cũng rớt cái miếng mủ. Để mình cho heo nái ăn trước đã. Bầy này mình bắt heo con nó lên nè các bạn. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ tiến cho hành cho bầy heo của mình ăn nha. Hôm nay là ngày thứ năm, nó đói rồi nó la nè các bạn. Hôm qua nó ăn 3,5 kg mà không đủ luôn các bạn. Sáng nay nó đói dữ nè. Bầy bên đây hôm qua cũng 3,5 kg luôn. Rồi bây giờ để mình quay phân thử cho các bạn xem nha. Mấy con heo nái nó làm mấy cái vòi nước, nước nó ngập quá trời luôn nè. Để mình bắt cái đèn led lên. Các bạn nhìn thử phân heo mà 5 ngày tuổi nha các bạn. Các bạn nhìn thử mà, các bạn nhìn thử heo của mình là tách bầy được 5 ngày nè, phân nè. Phân bình thường nha các bạn. Rồi tới bắt đầu mình qua bầy bên đây nha. Hôm nay là buổi sáng ngày thứ năm nè. Bên đây chắc ngập nước rồi mình không thấy rồi. Bên đây nước ngập rồi. Rồi các bạn nhìn cái đít nó thử nha. Heo khỏe mạnh bình thường, không tiêu chảy không gì hết nha các bạn. Đó, bầy bên đây là mình tách bầy hôm nay là được 12 ngày nè. 4 ngày là không trộn a móc, vẫn bình thường không gì hết. Thì bầy bên đây thì mình tranh thủ hôm nay để mình sắp xếp lồng mình cho nó xuống mình tách bầy luôn nha. Bốn bầy heo này tính tới thời điểm hiện tại là nó ăn của mình hết là 1,5 thùng cám tập ăn cho heo con.
và thêm 3 bao mà heo con sau khi cai sữa nha, là đó là 75 kg, kia thêm 30 kg nữa, là tổng cộng là 4 bầy này là nó ăn mình 105 kg cám rồi đó các bạn. Nó bú mẹ nó với nó ăn 105 kg cám, thì bây giờ hiện tại là dao động là từ 6 cho đến 9 kg là tùy theo bầy lớn nhỏ nha. Có mấy bầy gần tách thì chắc khoảng chừng cưa ngang chắc khoảng chừng 5 kg mấy 6 kg thôi. Có mấy bầy này lớn nè, mấy bầy này khoảng mấy con nhỏ này mình không tính, tính bình quân là chắc khoảng 8 kg đến 9 kg. Mấy con chọi là có thể là 10 kg luôn á. Rồi để buổi chiều mình sẽ cập nhật cho các bạn xem thêm. Đó, heo các bạn thường thường tách bầy là khoảng 4-5 ngày là nó sẽ có phân tượng tiêu chảy. Còn heo của mình là đi phân cục, phân khô bình thường nha. Các bạn cứ yên tâm mà cho ăn theo cái quy trình của mình, theo hướng dẫn của mình, thì đảm bảo các bạn là heo các bạn là sẽ đẹp và tốt giống như heo của mình nha. Heo của mình hôm nay là buổi chiều ngày thứ 6 nè các bạn. Do buổi chiều hôm qua với sáng hôm nay là chiều hôm qua là mình bán heo con và sáng hôm nay là mình xích heo thịt, nên hai buổi đó mình không quay cho các bạn xem được. Thì hôm nay là chiều ngày thứ 6 mình quay cho các bạn xem nè. Heo của mình vẫn khỏe mạnh, bóng bẩy bình thường nha các bạn, không bị tiêu chảy, không ướt đít, không dơ sàn, không gì hết nha. Phân đó nè các bạn. Đó. Phân cục bình thường, phân khô bình thường. Bầy bên đây cũng phân bình thường nè. Để ngày mai mấy cái bầy này mình tắm cho nó để cho nó trắng lên. Nó dơ nên nó hơi đen nha. Bên đây là bầy heo thịt của mình nè. Rồi bên đây bầy bên này thì chỉ khoảng chừng 50-55 kg thôi các bạn. Còn bên kia là heo thịt bên kia. Bên đây là heo thịt của mình. Có con này nó bị sốt nha. Còn mấy con này thì mình bán bớt rồi các bạn. Còn mười mấy con thôi. Đó, một ô còn mấy con thôi. Bắt cho nó giãn ra để cho nó nhanh lớn. Ngày mai bắt con chiến, rồi bữa kia bắt con chiến đó là hết nha. Bắt con chiến 6 con. Thì bên đây đằng nái của mình nè. Các bạn thấy kênh của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha.